du lịch Quy Nhơn không chỉ có nhiều cảnh đẹp mà còn rất nhiều món ăn ngon nữa. Và nói về đặc sản Quy Nhơn thì nhiều lắm nha. Từ hải sản cũng có, mà từ loại thịt cũng có. Mà đặc sản Quy Nhơn thì hầu như nhà hàng Quy Nhơn nào cũng bán. Về đặc sản Quy Nhơn nào là ngon, nhà hàng Quy Nhơn nào thì nổi tiếng, thì hãy cùng Vlog Travel Việt khám phá ẩm thực Quy Nhơn trong video này nha. Đặc sản Quy Nhơn. 1. Bánh xèo tôm nhảy. Cũng là vùng đất miền Trung, nhưng Quy Nhơn nổi tiếng với món bánh xèo tôm nhảy. Nghe cái tên cũng đủ gợi lên tò mò về món ăn đặc sản Quy Nhơn này rồi đúng không nào? Thật ra thì cũng là bột, là giá, là hành lá, nhưng mà cái đặc trưng chính là tôm. Loại tôm dùng đổ bánh xèo Quy Nhơn là tôm đất, loại to bằng ngón tay cái. Mới bắt được khi bỏ vào chảo dầu thì con nhảy đành đạch mới ngon. Bật mí cho bạn là món đặc sản Quy Nhơn này muốn đạt chuẩn thì bánh phải vàng thơm và giòn rụm, tôm phải có màu đỏ au, còn giá và hành lá thì xay bánh ra không bị nát mới được bạn nhá. Địa chỉ ăn bánh xèo tôm nhảy ngon nhất ở Quy Nhơn. Quán ăn Ông Hùng, địa chỉ số 24 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn. Quán ăn Gia Vĩ, cơ sở 1, 19 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn và cơ sở 2, số 118 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Quán ăn Rau Mầm, địa chỉ 91 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. 2. Chả giam tôm đất. Phải nói rằng chả giam tôm đất là món đặc sản Quy Nhơn mà hầu như nhà khách sạn nào hay là quán ăn lớn nhỏ nào cũng có. Chỉ là cuốn chả giam nho nhỏ vàng ươm, thơm nước mũi, bên trong là thịt ba chỉ béo ngậy với tôm đất dai dai ngọt thịt. Nhưng đúng là món đặc sản Quy Nhơn này nhỏ mà có võ bạn nhá. Bởi nó được gây thương nhớ cho biết bao nhiêu du khách gần xa rồi đó. Mách nhỏ cho bạn, chả giam tôm đất Quy Nhơn thì ăn không cho vui cũng được, mà cuốn với bánh tráng rau sống cũng rất là ngon. Còn ăn kèm với bún rau sống thì luộc là nhức nách luôn nha. Địa chỉ cơ sở bán chả giam tôm đất ngon nhất ở Quy Nhơn. Chả giam tôm đất Dì Anh, địa chỉ Quốc lộ 1A, Cát Tân, Phủ Cát, Bình Định. Chả giam tôm đất Hồng Hạnh, địa chỉ số 393B, Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. Chả giam tôm đất Cô Hiền, địa chỉ số 218 Diên Hồng, Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn. 3. Bánh hỏi cháo lòng. Bánh hỏi lòng heo thì chắc các bạn đã ăn rồi, nhưng bánh hỏi cháo lòng thì hơi lạ đó nha. Ấy vậy mà đây lại là món đặc sản ngon ở Quy Nhơn đấy nha. Món đặc sản Quy Nhơn này cũng khá là cầu kỳ, gồm có một đĩa bánh hỏi, một đĩa lòng heo, một đĩa rau sống, một chén nước mắm kèm với mấy miếng bánh tráng nướng và tất nhiên không thể thiếu chén cháo nóng hổi rồi đúng không nào? Khi ăn bánh hỏi cháo lòng Quy Nhơn đúng cách thì bạn nhớ gấp những bánh hỏi kẹp với lòng heo và một ít rau sống rồi chấm với nước mắm rồi đưa nhẹ vào miệng. Sau đó cảm nhận vị ngọt của bánh hỏi với vị béo ngậy dai dai của lòng heo hòa với vị mặn của nước mắm. Sau đó thì húp miếng cháo nóng cho ấm bụng. Rồi thỉnh thoảng bẻ miếng bánh tráng nướng giòn rơm rớp. Và hương vị Quy Nhơn chính là đây chứ đâu. Địa chỉ quán bánh hỏi cháo lòng ngon nhất ở Quy Nhơn. Bánh hỏi cháo lòng Cô Năm, địa chỉ số 41 Nguyễn Chánh, Quy Nhơn, Bình Định. Quán bánh hỏi cháo lòng Mai Tư, số 41 Nguyễn Chánh, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Quán bánh hỏi cháo lòng Mẫn, số 76 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. 4. Chè. Tiếp theo một món đặc sản Quy Nhơn mà bạn không thể bỏ qua chính là chè. Chè Quy Nhơn cũng hơi giống như giò thủ ở miền Nam, gồm có tai heo và thịt ba chỉ luộc, căn mỏng, sau đó tẩm ướp rồi cuốn lại 2-3 ngày cho lên men. Nhưng cái tạo nên hương vị đặc trưng cho món đặc sản Quy Nhơn này chính là cách gói chè. Chè Quy Nhơn được gói lớp trong là bằng lá ổi, rồi lớp ngoài là bằng rơm khô, nên khi lên men, chè có mùi thơm rất là đặc biệt. Món đặc sản Quy Nhơn này mà đem cuốn bánh tráng rau sống là bao ghiền luôn bạn nhá. Địa chỉ bán chè ngon ở Quy Nhơn, siêu thị Thanh Liên, số 128 Trương Dương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Đặc sản quê hương, quốc lộ 1A, Phủ Cát, Bình Định. Cửa hàng đặc sản Bình Định Như Ý, số 156, Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. 5. Bún dạm. Các bạn đã bao giờ nghe về con dạm hay chưa? Dạm có bà con với họ nhà cua, nhưng mà nhỏ hơn nhiều và chúng sống rất nhiều ở vùng Bình Định. Bởi vậy mà người dân xứ Nẫu đã sáng chế ra món bún dạm ngon nước tiếng, rồi thành đặc sản Quy Nhơn không thể bỏ qua đó nhá. Bún dạm Quy Nhơn thì cũng tương tự như bún riêu, nhưng mà không ăn kèm với mắm tôm đâu nhá. Mà cách ăn của món đặc sản Quy Nhơn này cũng rất là lạ. Một tô bún với đậu phộng rang, rau sống để riêng.
tô nước dạng nóng hổi để kế bên, rồi thêm mấy miếng bánh tráng nướng nữa. Khi ăn bún dạng quy nhơn, bạn sẽ bẻ bánh tráng vào tô, rồi chan nước dạng lên trên. Địa chỉ ăn bún dạng ngon ở Quy Nhơn: bún dạng bún tôm cô 10, địa chỉ số 127 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Còn bún dạng Mỹ Hạnh, địa chỉ số 32 Ngô Đức Đệ, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Bún tôm bún dạng Châu Trúc, địa chỉ số 43 Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Top 10 nhà hàng nổi tiếng ở Quy Nhơn. 1. Nhà hàng cơm nhà 1989, cơ sở 1, ngã tư Nguyễn Thị Định và Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cơ sở 2, số 159 Phan Bộ Châu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Đây là một nhà hàng Quy Nhơn có không gian đẹp và món ăn ngon đúng chất cơm gia đình vào thời thập niên 80. Nhà hàng cơm nhà 1989 thu hút du khách du lịch Quy Nhơn bởi phong cách đề co ấn tượng mang hơi hướng hoài cổ. Từ bàn ghế, chén đĩa cho đến lồng bàn và ống cắm đũa thì đều gợi về một Việt Nam xưa rất là đỗi quen thuộc, mộc mạc mà ấm cúng. Nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này có 3 tầng nên không gian đủ rộng cho các bữa cơm khách đoàn hoặc là các buổi tiệc sinh nhật và liên hoan. Điều đặc biệt nữa là thực đơn tại nhà hàng cơm nhà 1989 thì thường không là cố định mà sẽ thay đổi tùy vào buổi chợ, có món gì ngon thì bán món đó. Bởi vậy mà món ăn tại nhà hàng Quy Nhơn này thường được đánh giá là khá tươi ngon. 2. Nhà hàng Hướng Dương, địa chỉ Eo Gió, Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định. Không gian hiện đại, rộng rãi, view đẹp và chuyên về hải sản tươi ngon là những miêu tả chính xác về nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này. Nhà hàng Hướng Dương nằm ngay Eo Gió nên là điểm dừng chân ăn uống quen thuộc của nhiều du khách du lịch Quy Nhơn. Nhà hàng có 3 tầng, ngoài sảnh chung còn có phòng lạnh riêng nên phù hợp cho cả khách gia đình lẫn khách đoàn. Về món ăn thì như đã nói ở trên, nhà hàng Quy Nhơn này nổi tiếng với các món hải sản tươi sống với đủ loại tôm, cua, cá, ốc. Món ăn thì được chế biến nhiều kiểu phong phú, nêm nếm vừa ăn, giá cả ăn uống hợp lý, đáng để thử bạn nhé. 3. Nhà hàng Gạch, địa chỉ số 52 Trần Phú, Quy Nhơn. Đây là một nhà hàng Quy Nhơn đẹp với lối kiến trúc theo kiểu Champa cổ rất là ấn tượng, pha lẫn một chút hiện đại. Nhà hàng Gạch Quy Nhơn có không gian sang trọng, lịch sự và nhiều góc chiều đẹp mắt. Nhà hàng có 2 tầng, ngoài sảnh chung còn có phòng riêng với sức chứa khoảng 150 khách. Món ăn tại nhà hàng Quy Nhơn đẹp này khá là phong phú, từ dân dã cho đến bình dân và thậm chí đặc sản cũng có đủ. Món ăn tại nhà hàng Gạch Quy Nhơn thì không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt nữa nha. Bởi vậy nếu có đi du lịch Quy Nhơn mà chưa biết ăn gì ở đâu thì nhớ check in nhà hàng Gạch này nha. 4. Nhà hàng Cơ Mậu, cơ sở 1, số 177 đến 179A, Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cơ sở 2, số 72 đến 74 đến 76, An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lại thêm một nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng về cơm gia đình và không gian đẹp cho bạn lựa chọn nha. Nhà hàng Cơm Mậu Quy Nhơn có phong cách thiết kế độc đáo theo tông vàng nâu và nhiều đồ trang trí gợi nhớ về cuộc sống khó khăn của thời mậu dịch. Nào là chiếc tivi cũ, bình ghi đồng đựng nước cho đến cái loa phát thanh mỗi sáng đều có đủ. Không chỉ khung cảnh quen thuộc mà ngay cả các món ăn tại nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này thì cũng rất là quen thuộc. Nào là cá kho tộ, thịt ba dọi kho tiêu, canh bí xanh thịt nạc, vân vân. Món ăn tại nhà hàng Cơm Mậu Quy Nhơn được đánh giá là ngon miệng, giá cả hợp lý và phục vụ nhiệt tình, đáng để thử nha bạn. 5. Nhà hàng Hải sản Vương Khang, địa chỉ đường số 4, thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Có thể nói đây là một nhà hàng hải sản bình dân ở Quy Nhơn, nổi tiếng ngon bổ rẻ bạn nha. Nhà hàng Hải sản Vương Khang Quy Nhơn thì có không gian rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Thiết kế của nhà hàng đơn giản nhưng mà lịch sự. Đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều nhóm du khách khi đến du lịch Quy Nhơn. Về món ăn thì đúng như tên gọi, nhà hàng Quy Nhơn này chuyên về hải sản tươi sống, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến chính là lẩu sứa và bánh xèo mực. Món ăn được nhiều bạn đánh giá là ngon, chế biến vẫn giữ được vị tươi của hải sản và giá cả thì rất là rẻ bạn nhé. 6. Nhà hàng Hương Việt, địa chỉ số 122 Xuân Diệu, Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với lợi thế nằm ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn, nhà hàng Hương Việt có thiết kế sang trọng, lịch sự và là điểm đến ăn uống quen thuộc của rất nhiều du khách du lịch Quy Nhơn. Nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này có không gian hiện đại và lẫn một chút cổ điển, tinh tế. Nhà hàng có 3 tầng, ngoài sảnh chung còn có phòng lạnh riêng và có sức chứa khoảng 200 khách. Các món ăn tại nhà hàng Hương Việt Quy Nhơn đều rất là thuần Việt, chủ yếu là cơm gia đình với những món ăn nổi tiếng của ba miền. Và tất nhiên là một nhà hàng Quy Nhơn thì tại đây cũng có phục vụ các món ăn từ hải sản tươi sống, nên bạn thảo lựa chọn bạn nhé. 7. Nhà hàng Mộc Viên, địa chỉ
số 2 Võ Nguyên Giáp, Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là một nhà hàng Quy Nhơn có kiến trúc đẹp theo hướng cổ kính, sang trọng mà tinh tế. Nhà hàng Mộc Viên Quy Nhơn nằm cạnh dòng sông Hà Thanh nên khung cảnh càng thêm lãng mạn và yên tĩnh. Bên cạnh đó, không gian của nhà hàng thì cũng khá là rộng rãi với rất nhiều cây xanh phủ mát. Vì vậy, thực khách hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng bữa ăn của mình tại nhà hàng Quy Nhơn này nhé. Về món ăn thì nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này chuyên về ẩm thực miền Trung, trong đó nổi tiếng là cơm niêu với các món ăn dân dã đặc trưng của người dân xứ Nẫu. 8. Nhà hàng Cơm Niêu Hội An, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, Nối Giai, thành phố Quy Nhơn. Đúng như tên gọi, nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này được thiết kế như một Hội An thu nhỏ với rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc. Nhà hàng Cơm Niêu Hội An Quy Nhơn không chỉ rộng rãi, lịch sự mà ngay cả nhân viên cũng rất là chu đáo và nhiệt tình. Đặc biệt tại nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này, quân thường biểu diễn đập niêu rất là thú vị bạn nhé. Về món ăn thì nhà hàng Cơm Niêu Hội An Quy Nhơn chuyên về cơm gia đình với các món ăn dân dã đặc sản của người dân xứ Nẫu. Trong đó có món nổi tiếng như là canh diêu lá ngót, bò xào lá lốt, cá kho tộ, v.v. Và lưu ý là bạn có thể yêu cầu nhà hàng Quy Nhơn này nấu cơm cháy hay là không cháy nữa nha. 9. Nhà hàng Hải sản Cây Dừa, cơ sở 1, số 33A Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cơ sở 2, số 124 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cơ sở 3, số 72 Võ Thị Yến, phường Nguyễn Văn Cư, thành phố Quy Nhơn. Nhắc đến nhà hàng hải sản Quy Nhơn ngon mà không kể đến nhà hàng hải sản Cây Sung thì quả thật là thiếu sót. Nhà hàng Cây Sung Quy Nhơn có thiết kế không gian mở, hiện đại và lịch sự. Không gian nhà hàng thì cũng rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ nên phù hợp cho khách gia đình hay là khách đoàn hay là các bữa tiệc sinh nhật liên hoan luôn nha. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt của nhà hàng hải sản Quy Nhơn nổi tiếng này có những món ăn ngon từ hơn 50 loại hải sản tươi sống, từ bình dân cho đến đắt sát ra miếng đều có đủ. Hải sản thì tươi, món ăn được chế biến vừa miệng mà giá cả thì nằm ở mức ổn áp. Vậy thì ngại gì mà không thử đúng không nào? 10. Nhà hàng Anh Nhật Gia Viên, địa điểm số 1087 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nếu bạn đang tìm một nhà hàng Quy Nhơn chuyên phục vụ các món ăn đặc sản xứ Nẫu, lại có một không gian đẹp, yên tĩnh là đây nha. Nhà hàng Anh Nhật Gia Viên rộng tới 600m², với hai ngôi nhà giường kiểu Huế. Không gian rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh, nên với nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng này mà sẽ dễ dàng chọn được một góc ngồi yêu thích. Về món ăn thì nhà hàng Anh Nhật Gia Viên chuyên phục vụ các loại bánh như là bánh xèo, bánh khọt, bánh canh, bánh bèo, bánh đúp, v.v. Giá cả ăn uống hợp lý, dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng trên một người. Ngoài ra tại nhà hàng Quy Nhơn này còn phục vụ trà đạo nữa nha. Vậy là blog Travel Việt đã gợi ý cho bạn những món ăn đặc sản Quy Nhơn nhất định phải thử và top 10 nhà hàng Quy Nhơn nổi tiếng ngon, lại đẹp mà giá cả lại phải chăng nữa chứ. Vì vậy bạn có thể yên tâm cho chuyến du lịch Quy Nhơn của mình rồi nha. Chúc các bạn và gia đình sẽ có một chuyến du lịch Quy Nhơn thật là vui và ý nghĩa bạn nha. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.